Xin kính chào quý vị và các bạn, quý anh chị làm trong phòng lab. Mình xin hướng dẫn cái sử dụng cái cân điện tử hai số lẻ của hãng Sartorius Đức Encik 822-1S. Đây bao gồm cân. Cân thì được nhập khẩu và phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Quý khách có thể truy cập website khangkien.com.vn hoặc là hotline 0936 620 757 để được tư vấn trực tiếp. Đây là giao diện các cái bàn phím hoặc là hiển thị của cái cân Encik 822-1S của Sartorius này. Đây là cái điều chỉnh cái giọt nước này, chúng ta điều chỉnh các cái chân đế sao cho cái nó thật sự là thăng bằng, nó về trung tâm này. Nó về trung tâm cái giọt nước. Trên đây là phím dấu tròn chấm này là phím nguồn này, bật tắt mở này. Cho lần đầu sử dụng thì chúng ta khi bật lên này chúng ta để cái cân này khoảng 30 phút đấy, cho nó sửa cái men cho lần đầu sử dụng. Hai phím vàng trên là dễ nhận thấy nhất, đó là phím te là trừ bì đấy. Còn phím này là phím calip. Cân mấy cân kỹ thuật cân điện tử này mình mua thì đã được kiểm định tại các viện đo lường đó, nên chúng ta không cần phải calip nữa. Chúng ta có cân chuẩn, chúng ta có thể thao tác, chỉ cần bấm và đặt cân lên thôi. Chuẩn rất dễ. Sử dụng cân thì không có gì hết. Trên này thì nó có phím CF. CF là cái phím để back lại, nó là thoát cái chương trình vô cài đặt hay gì đó, hoặc là quay về cái màn hình chính này. Mình hiển thị gam này. Đây là cái phím search vô menu, chúng ta điều chỉnh được các cái đơn vị cân này, chế độ cân và các thứ này. Phím enter là chấp nhận này, để chúng ta có thể chuyển được cái đơn vị này từ gam này, kilogram hoặc cara các thứ ấy. Thì chúng ta bấm giữ phím menu và phím search này, bấm giữ ngay cái bộ phận là cái phần đầu tiên luôn, là phần applique. Phần applique này thì chúng ta bấm enter, nó chuyển ngay đến cái phần unit luôn, là chúng ta có thể thay đổi được cái đơn vị đó. Đây quay sát thì các bạn xem này, phần unit thì chúng ta bấm giữ phím enter. Bắt lại nha, applique này, bấm phím enter này, bấm giữ phím enter này. Bấm rồi, không cần bấm giữ, bấm phím enter này, nó có thể chuyển được cái qua gam này, là cái mặc định của cân này. Để mà chuyển qua cái đơn vị khác thì nó có tương ứng mũi tên xuống này, di chuyển này. Đấy, kilogram, tất cả các cái đơn vị camera này, bao này, online này, TOZ này, đấy, ta chọn cái đơn vị của nó. Cân này thì thường là mình cân là đơn vị gam nha các bạn. Đây, quay về gam, mình lại phải lướt lại một lần nữa. Ra bấm enter rồi, chấp nhận rồi đấy. Ta bấm phím CF này cho thoát lại này, rồi thành ra rất đơn giản. Nói sơ qua một xíu xíu về cái cân này. Cái cân này thì cái thông số của nó đây, mình sẽ giải thích cho bạn luôn. Trong cái cuốn hướng dẫn sử dụng tiếng Anh á, nó có các cái model tương ứng với đời Encik này, thay thế cái đời ngày xưa này. Encik là mẫu mới nhất này, sản xuất tại Đức này, 822-1S này. Thì cái khả năng cân của nó là 820 g, sai số là không, cái độ phân giải là 0.01, tức là hai số lẻ đó. Rồi cái khả năng trừ bì là từ 820 g luôn, sai số là